Con dươi là một loại sinh vật còn khá mới mẻ trong tiềm thức của người dân. Con dươi là một loài nhuyễn thể. Họ giun có nhiều tơ và nhiều chân. Chúng tương đối nhỏ, chỉ dài khoảng 7 cm, đa dạng về loài, chủ yếu sống ở vùng nước lợ và các con sông hay có thủy triều lên xuống. Trên thực tế, dươi là tên gọi chung của một nhóm gồm hơn 500 loài, nhưng dươi ở Việt Nam thường được khai thác là dươi biển. Cấu tạo dươi gồm 3 phần: đầu rươi, thân rươi, thùy đuôi của rươi. Trong môi trường sống trong nước tự nhiên, dươi sống gần bề mặt đáy. Lúc này, sự vận động của các chi diễn ra liên tục như các vây bơi. Ngoài việc trơn bò nhỏ các chi, sự ấn lượng tạo sang của toàn cơ thể còn có chuyển động nhờ sự hô hấp của dươi trong lúc đang di chuyển. Nhờ đó mà lớp nước xung quanh dươi luôn luôn sao động, giúp dươi có thể thay đổi được nguồn nước luôn mới, tạo sự giàu oxy hơn và giúp chúng hô hấp được tốt hơn. Dươi là một cái vị, cái món ăn ngon mà người ta cho là đặc sản. Người ta thường có cái câu ca dao là tháng 9 thì ăn dươi, tháng 10 thì ăn nhậu. Và cái tháng 9 thì đôi 10, tháng 10 thì mùng 5. Người ta nói lên mà cái đặc sản này nó có trong một cái vụ nó gần cuối thu đầu đông của Việt Nam chúng ta. Và dươi là cái món ăn mà được cái người đồng bằng Bắc Bộ, một số tỉnh, ví dụ như là dưới Hải Dương, ví dụ như là Hải Phòng, ví dụ là Thái Bình, hoặc là Trung Bộ như là Thanh Hóa, như Hà Tĩnh, biết và sử dụng đến. Vì đây là một cái món ăn mà nó cũng quá hiếm, và cái thị trường hiện nay thì chúng ta cũng biết là nó đang rất đắt, 500.000 một cân dươi bây giờ. Thế thì dươi là một cái món mà người ta dùng để làm cái món ăn và cho rằng là cái đặc sản. Cho đến bây giờ thì cái dươi thì không phải ở chỉ có miền Bắc thôi, miền Nam người ta cũng có ít nhưng mà cũng ăn. Thế thì trong cái thành phần của dươi thì người ta biết là từ lâu rồi, không biết từ bao giờ ấy, thì cái con dươi này nó là thuộc một cái loại sinh vật mà nhuyễn thể, và trông thì nó thuộc họ giun nhưng mà lại có rất nhiều chân, một cái lông, và trông nếu như nó nổi lên thì giống như cả đàn nó lên, trông như những con đỉa, trông rất là ghê. Nhưng nếu như mà xào nấu nó lên, chế biến nó lên thì thành những cái món đặc sản rất đắt tiền. Thế dươi thì trong thành phần của nó, các nhà dinh dưỡng người ta cho biết rằng trong 100g dươi thì có khoảng 82% là nước, sĩ số 14% protein và 4% là lipid. Ngoài ra còn có một số muối khoáng như là canxi, như là phốt pho, như là sắt, vân vân. Và người ta cũng tính được là trong 100g dươi thì nó cho cơ thể một cái lượng calo là 90 calo. Nó cao hơn rất nhiều so với một số các cái thực phẩm thường dùng khác. Ví dụ trong thịt bê thì 100g thịt bê nó cho chúng ta được 87 calo, nhưng trong đó 100g dươi thì nó cho chúng ta được 90 calo. Đấy là cái món dươi thì là món mà bổ béo và khoái khẩu, cho nên là nhiều người ta có thể dùng để làm và cho rằng đây là cái món đặc sản. Thức ăn của dươi chủ yếu là mùn bã hữu cơ, xác động vật và các sinh vật phù du trôi nổi trong nước và trong lớp bùn cát. Dươi biển rất ít di chuyển từ nơi này sang nơi khác và thường di chuyển rất nhiều trong các đợt thủy triều, cũng như môi trường vùng cửa sông ven biển nơi dươi hay sinh sống. Dươi bao gồm các cá thể phân tích đực cái. Tuy nhiên, người ta rất khó để phân biệt giới tính đực cái của chúng. Chỉ có những nhà nghiên cứu chuyên sâu hoặc những người có hiểu sâu mới có thể phát hiện. Cái việc canh tác con dươi là cái việc làm đất là cái việc quan trọng nhất. Làm sao mà tạo cái đất thật sự là tơi xốp để cho con dươi nó phát triển, nó có điều kiện nó phát triển. Ví dụ như bây giờ mình trong một năm thì mình cấy một vụ lúa là gọi là lúa chiêm xuân. Thì đấy là cũng là một cái điều kiện tạo cái mùn hữu cơ cho con dươi phát triển. Sau đó sau khi thu hoạch lúa xong thì bà con là cày bừa bình thường. Sau đó là cứ để cho con dươi nó phát triển tự nhiên theo cái môi trường nước tự nhiên ra vào tự nhiên, chứ không có một cái gì tác động đến. Vai trò của dươi biển cùng vô số các giun nhiều tơ khác sống ở vùng triều cửa sông ven bờ, các bờ biển nước lợ là đối tượng thủy sản quan trọng. Chúng có vai trò to lớn trong việc cải thiện các chất mùn bã hữu cơ và xác động vật chất trong chuỗi chu trình chu chuyển vật chất của hệ sinh thái vùng triều, xử lý các chất thải hữu cơ,
tạo nên độ màu mỡ, tơi xốp và làm sạch cho các vùng đất ngập nước. Chính nhờ khả năng tự lọc làm sạch thủy vực nên rươi biển còn được một số nhà khoa học biển coi trọng và quan tâm xem như các sinh vật chỉ thị mức độ ô nhiễm môi trường bằng cách xác định mật độ quần thể, sản lượng và tần suất hiện tại một vùng của sông nào đó ở Việt Nam. Với Việt Nam chúng ta thì cũng rất nhiều các cái món ăn là chúng ta sử dụng thêm một số các cái vị thuốc quanh ta, mà thực ra nó là những hoa quả, trong đó nó có tinh dầu, nó làm khử bớt các cái độc tính mà có sẵn trong cái các món ăn. Ví dụ như ta thịt ăn thịt chó chẳng hạn thì cho giềng, ăn gà chẳng hạn thì cho lá chanh, hoặc là ăn lợn thì cho củ hành. Thế thì rươi người ta hay dùng cái vỏ quýt. Vỏ quýt thì trong đông y Việt Nam dùng rất lâu rồi, y học phương Đông, Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc người ta gọi cái này là trần bì. Trần có nghĩa là nó kéo dài để lâu, và bì nó là những cái vỏ. Thế thì vỏ quýt hay là trần bì là một trong các cái vị thuốc được dùng rất nhiều trong các cái bài thuốc thường dùng của đông y. Thì tại sao này trong cái rươi người ta lại sử dụng cái trần bì? Thì chắc chắn đây là những cái kinh nghiệm mà ông cha ta đúc rút ra để nó khử những các cái độc tính có sẵn ở trong rươi. Vì chúng ta biết rươi nó cũng là thuộc về họ giun, và nó sống ở dưới các cái ao hồ, những cái đồng ngoài và cái đầm lầy và cái vùng nước lợ mà có. Thế thì nó sống ở trong giun thì đương nhiên là nó có thể nó sẽ nhiễm thêm các cái chất khác như là salmonella, cái thương hàn hay là cái E. coli chẳng hạn, vân vân, rất nhiều các loại khác. Thế nếu khi mà sử dụng ấy thì nó gây một số những cái kích ứng cho cơ thể, nhất là những cái món ăn càng lạ thì cơ thể càng kích ứng, nhất là những cái người mà có một số các cái tiền sử bệnh sử về dị ứng theo thức ăn. Thí dụ những người ăn nhộng có thể dị ứng, có thể ăn tôm cua cá nó dị ứng, thế thì con rươi này cũng vậy. Ngoài việc cải tạo môi trường biển, rươi biển còn là một loài động vật biển mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân nhiều vùng ở Việt Nam. Rươi là một động vật quý hiếm nên giá thành cao, và mùa cao điểm có khi giá cao tới 160.000 đồng trên một cân, góp phần nâng cao cuộc sống của người dân. Đặc sản rươi Hải Dương được chế biến thành nhiều món ăn ngon như chả rươi, rươi kho nổi đất, rươi nướng lá lốt, rươi xào củ niễng. Mỗi món ăn mang hương vị khác nhau nhưng đều có vị ngon ngọt của rươi rất đặc biệt. Rươi là sản vật hiếm vì mỗi năm chỉ xuất hiện có vài ngày ngắn ngủi. Dân gian Việt Nam có câu 9 đôi 10, tháng 10 mùng 5, dành riêng cho rươi. Tức là loài vật này nổi nhiều vào ngày 20 tháng 9 và ngày mùng 5 tháng 10 âm lịch mỗi năm. Nhưng quan trọng hơn, rươi ăn rất ngon, lại cực kỳ giàu dinh dưỡng, cộng thêm sự hiếm có, góp phần cải thiện kinh tế cho nhiều hộ dân. Chúng được chế biến thành những món ăn thuộc vào hạng đặc sản như chả rươi, rươi kho, rươi nướng lá lốt. Năm nay sản lượng rươi so với năm 2017 thì có nhiều ruộng thì vẫn đạt ở cái mức bằng năm ngoái, nhưng mà có những ruộng thì kém. Nhưng tính đến thời điểm tháng 10 này thì nó là như vậy, nhưng còn một nước rươi nữa là tháng 11 âm lịch. Đấy, thì là mới kết thúc một mùa rươi vụ mùa. Ngoài 3 tháng là tháng 9, tháng 10, tháng 11 âm lịch hàng năm ấy thì có rươi vụ chiêm. Vậy là rươi trái vụ ấy, thì là từ tháng giêng đến tháng 5 âm lịch. Thì những cái sản lượng nó rất là ít. Rươi là rươi gọi là rươi éo. Ngày nay, rươi đã được nuôi nhiều hơn nên chúng ta có thể thưởng thức các món ăn từ rươi quanh năm. Tuy nhiên, những loại rươi lấy trực tiếp từ biển sẽ có mức giá cao hơn. Nói đến rươi là người ta sẽ nghĩ ngay đến món chả rươi nổi tiếng với vị ngậy ngậy, ngọt béo từ thịt, thơm nồng của trứng gà, thanh thanh của vỏ quýt. Tất cả các hương vị hòa quyện lại với nhau tạo ra một món ăn mà chỉ cần nếm thử một lần, bạn sẽ không thể nào quên được. Ngộ độc dị ứng thì không cứ gì ăn rươi nó ngộ độc dị ứng. Cơ thể người ta mà không đáp ứng với một loại thực phẩm nào là có thể dị ứng. Có thể dị ứng với phấn hoa, có thể dị ứng với tôm, cua, cá, có thể dị ứng với các cái món ăn lạ. Thế thì rươi như tôi nói ở trên ấy, thì cái thành phần protein nó có rất là nhiều. Và với cơ thể con người mà không thường xuyên ăn thì nó là trở thành cái lạ. Khi mà cơ thể con người mà muốn ăn một cái đồ gì đó thì cơ thể có đáp ứng hay không thì tùy theo cái cơ địa của từng người. Có những người nó thích ứng được và có những người nó không thích ứng được, bằng cái cách là
cái đồ ăn vào ấy, nó trở thành một cái kháng nguyên và cơ thể sinh ra một cái chất chống lại cái kháng nguyên, tức là cái kháng thể. Nếu như cái quá trình nó xảy ra cái quá trình đấu tranh giữa kháng nguyên và kháng thể thì sẽ tạo thành một cái phản ứng, và như vậy thì nó xuất hiện thành các cái dị ứng, các cái nổi mề đay, các cái đau, và nặng hơn nữa thì có thể tiêu chảy và nặng để nguy hiểm đến tính mạng. Thì đấy là không cứ gì nguyên rươi, tất cả một số các thực phẩm nếu như lạ thì cũng có thể là gây. Đơn giản nhất ngay cả cái đậu phụ chơi cũng vậy, là cũng có những người bị lạ. Như vậy thì cái cơ chế mà nó xảy ra dị ứng là cái cơ chế tự bảo vệ của cơ thể con người. Một số cái đối tượng mà không nên rươi, đầu tiên là như chúng ta phải cảnh giác các cái món ăn. Cái rươi chúng ta mua về phải là rươi sạch, không có những cái con mà nó đã bị chết do những cái thương lái quá tham. Thì cái rươi nó sống ở trong cái môi trường lạnh và nó chỉ sống là 3-4 ngày, thì khi người ta thu hái săn bắt được nó thì thực ra người ta vớt nó lên tháng 9, tháng 10, tháng 11 âm lịch của chúng ta ấy, thì là cái mùa sinh sản của con rươi. Người ta cũng không biết con nào là con đực con cái, chỉ biết là đến cái thời điểm này thì rươi nó sống lên từng bầy từng đàn, và cả con đực con cái nó tự nhiên nó đứt các cái đuôi ra, và trong cái đuôi là những cái ở cái tinh trùng hay những cái trứng, và tự nó phóng ra, và cái phần còn lại thì cái con thân con rươi thì nó chui xuống các cái hang, cái ổ nó sống. Thế còn cái phần còn lại chúng ta vớt được là các cái đuôi các loài khác nữa. Thế thì nó làm thành một cái lớp ở trên ở cái mặt nước, nó đục đục cái chỗ ấy. Thế thì bắt được con rươi này thì có thể là người ta sử dụng, một là phải bảo quản rất sạch, phải có rươi tươi này. Hai nữa là phải được bảo quản bằng đá này, ba là phải rửa sạch rất sạch, rồi lúc đó thì có thể muốn chế biến thành các cái món, có thể là trở thành cái món chả rươi nổi tiếng, ví dụ như ở cái vùng Tứ Kỳ của Hải Dương chẳng hạn, ở cái vùng Kinh Môn ấy, hoặc là một số các vùng khác. Thế thì người ta phải chế biến bằng một số các cái thảo dược, trong đó mà ban đầu thì Hồng Vân cũng đã hỏi tôi là cái vỏ quýt là một trong cái vị thuốc mà có thể có tác dụng làm tiêu trừ các cái tích trệ ở trong cơ thể, và nó bổ cho cái việc khí của cơ thể trong người. Thế thêm cái vị trần bì thì nó làm cho nếu như khí bị tắc lại thì khí thông lên, khí yếu này thì nó được bổ khí lên, vân vân. Thế thì người ta phải chế biến rất là tốt. Cái thứ hai nữa là cũng không bảo quản trong tủ lạnh thì không bảo quản quá lâu, và cái thứ ba nữa là phải chế biến hết sức vệ sinh thì mới có thể sử dụng được. Các cái đối tượng nào có thể hay bị về cái dị ứng của rươi thì đa phần là những người có cơ địa dị ứng là đầu tiên. Cái thứ hai là những người mà có những bệnh lý về gan thận, chức năng của gan thận kém, ví dụ có thể có suy thận độ 1 độ 2, không thể ăn được các cái protein lạ được, hoặc là những cái người già, cái sức yếu, rồi những cái người mà đang mang bầu, và nhất là trẻ em. Thì tất cả những cái đối tượng này là chúng ta là khuyên là không nên sử dụng, và nếu có sử dụng thì hết sức dè dặt. Nếu như có gì thay đổi thì nên là đến các cái cơ sở y tế để được khám và để phòng chữa các cái dị ứng cấp tính. Là một sinh vật giàu dinh dưỡng, lượng đạm trong rươi luôn ở mức cao. Tuy nhiên, đạm rươi khác với đạm thịt bò, thịt lợn, thế nên nó có thể gây phản ứng cho cơ thể. Tùy theo cơ địa mỗi người sẽ cho phản ứng khác nhau, có thể là dị ứng nhưng cũng có khi gây ngộ độc với các triệu chứng như tiêu chảy, đau đầu, choáng váng. Những người có cơ địa dễ dị ứng với hải sản không nên thử ăn rươi. Phụ nữ mang bầu và trẻ em cũng không nên ăn rươi vì món ăn này gây khó tiêu, không có lợi cho tiêu hóa, hoặc nếu có ăn thì cũng nên sử dụng liều lượng ít. Nếu thử ăn rươi mà cảm thấy nổi mề đay, đau đầu, tiêu chảy, bạn nên nhanh chóng tới bệnh viện xử lý. Hãy nhớ dị ứng có thể nhẹ, nhưng có thể có trường hợp nặng gây tử vong nếu không điều trị kịp thời. Chính vì thế nên mặc dù là một sinh vật giàu dinh dưỡng, nhưng chúng ta cũng nên thận trọng khi sử dụng những món ăn có liên quan đến rươi.